Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, ở khu vực từ Nghệ An tới Bình Định đã có mưa vừa mưa to, riêng Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Dự báo từ nay đến ngày 31 tháng 10, mưa rông sẽ còn tiếp tục duy trì ở hầu khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đó, vùng mưa lớn tập trung ở khu vực từ Nam Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình, có lượng mưa phổ biến từ 120-220mm, có nơi trên 270mm. Đồng thời, trên các sông từ Nghệ An tới Bình Định, có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, thì đỉnh lũ trên các sông Quảng Bình có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông từ Nghệ An, Hà Tĩnh, từ các sông từ Quảng Trị tới Quy Bình Định, lên mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Hạ lưu các sông ở Nghệ An và Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1. Sẽ có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 23 cho tới 26 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mưa giảm, trời nắng ráo nên nhiệt độ cao hơn hẳn, duy trì trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Thì tại khu vực phía Nam, do không nằm trong vùng tác động của gió đông nên mưa đã có xu hướng giảm. Trong chiều tối nay thì mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều. Còn trong ngày thì trời có nắng, nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 28 tới 31 độ và tại Nam Bộ mức nhiệt là từ 32 tới 33 độ. Không khí lạnh và gió đông cùng tác động cũng làm thay đổi hẳn thời tiết miền Bắc. Từ sáng ngày hôm nay, mưa miền Bắc sẽ gia tăng nhiều hơn, tập trung ở các tỉnh thành phố phía đông Bắc Bộ. Giữa vùng ven biển và khu vực phía nam của đồng bằng, trong đó có các tỉnh thành như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình hay Nam Định sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Nền nhiệt cao nhất trong ngày tại đây duy trì trong khoảng từ 21 cho tới 23 độ. Trên biển trong 10 ngày tới, Biển Đông ít có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới mới. Tuy nhiên, theo bản tin dự báo ngắn hạn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sang tới tháng 11, có khả năng xuất hiện thêm hai xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão số 9 và bão số 10, gây ảnh hưởng đến Trung Bộ trong thời gian từ ngày 12 cho đến ngày 20 tháng 11. Cùng với việc không khí lạnh đến sớm lại liên tục được tăng cường và kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới hoặc bão sẽ tiếp tục gây mưa to đến đặc biệt to cho miền Trung. Vì vậy, bà con các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn cần phải đề phòng các đợt mưa lũ dồn dập xảy ra trong tháng sau.